tặng một trong hai cái. Thế là còn còn nhiều không này? Để anh qua anh giới thiệu cho bà con đi ngang qua người ta. Mà nên. Em chúng đang thấy cái chỗ này phát từ thiện ghé vô đang đi ngược chiều nha, ngược chiều. Cho cái gì đấy em? Xin nhan đậu hơi quái quá một chút xíu. Ôi. Không, ý là mình là okay. người Nhật hả? Japanese visa, ok. Ý là mình phát không thôi hả? Ừ, tặng được nhiều chưa? Tặng gần hết rồi chú ạ. Đây bí với ngô cái là mình trồng hả? Bí này người Nhật họ trồng, theo cắt người Nhật luôn. Người Nhật người ta trồng như là theo cắt luôn hả? Dạ. Được rồi, giơ lên coi. Ok. Rồi cái có cả xì dầu nước mắm luôn hả? Dạ. Ok. Là tặng một trong hai cái. Ok. À. Dạ. Tặng một trong hai cái. Thế là còn nhiều không này? Còn nhiều không để qua giới thiệu cho bà con người ta đi ngang qua người ta lấy. Dạ còn. Nói chung là mở điện thoại lên coi, mở điện thoại lên. Có điện thoại không? Có. À. Để sẽ tiếp tốc ô tô Quang Trung. Có muốn gì biểu lên tặng cho bà con nữa, coi như là tặng cái gì nó có mang lại tặng quay một phát chập hồi nữa là lên hết luôn. Bây giờ cũng gần hết rồi chú ạ. À. Gần hết rồi hả? Dạ. Chú lấy bí hay là lấy gia vị ạ? Không, chú không lấy đâu. Ừ, chú lấy đi chú. Không, chú lấy làm chi? Ừ, chú lấy đi. Nhà chú đây mà. Chú lấy cho hết chú. Không, chú không lấy nhưng mà phân phát cho bà con đi, nhất là còn những cái gì nữa. Đâu rồi mang mấy bí được rồi. Được rồi, không nghĩ là coi thôi. Okay. Coi thôi. Đó là mình là có mấy anh em là có mấy người Nhật. Hai người Nhật ạ. Đây. Hai người Nhật hả? Còn mình ở đây là hai người Việt hả? Dạ. À. Này, cứ trả lại. Thế mà em? Japanese name, ừ. Có cần giới thiệu thì chú giới thiệu cho. Về chập hồi nữa là hết sạc vô trong mát ngồi. Gần hết rồi hả? Chú lấy con miếng bí đi. Không, chú lấy làm chi? Chú lấy cho hết đi con. Lấy hết hả? Con còn về chú. Thế nên nhưng mà bây giờ là ý là cái này là trường là coi như là bắt phải phân phát của nó hả? Sao? Công việc của bọn con thôi. Ý là công việc là một ngày là mình phân phát bao bao nhiêu? Ý là phát hết thôi chứ không phát bao nhiêu cả hết. Là một ngày được phát mấy tấn hay là mấy tạ? Không ít à, có tầm 20 quả mà cắt ra nửa đó. À, có 20 quả thôi đó, hả? Dạ. À. Cho ăn thử thôi. Bao nhiêu tuổi rồi? Nice. 21 đúng không? 2. 21. À. Okay. How old are you? Okay. How old? Chú bao nhiêu tuổi? À. 44. You young. 40. Thế là tối là cái nhà là mình ở đây luôn hả? Yoru ここで います. Yoru I back to Ho Chi Minh. No. Là tối đi Hồ Chí Minh. Yeah. À, tối đi Hồ Chí Minh. Mai là 3 days here. À, sale kabocha. Mai gì chưa nhỉ? Đến đây là bán bí, đến đây à. Là
I am selling có cái sự kiện bí ấy. I am selling bingo. Rồi để last day. Chú về chú làm còn không? Chú ra tập của chú ra giới thiệu chú chơi này. Nhà chú đây mà, ra ra. Dạ dạ. Rồi phân phát tiếp đi. Ok, thank you. Không 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 không. No 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 no. No. Thank you very much. Come on. Nên là đi ngang tạt ngang qua nói chuyện với mấy em người Nhật rất là dễ thương, thiện cảm. Ngày hôm nay là giới thiệu cho anh em là những anh em trai người Nhật đó đang xếp hàng bán bí hay là giao bí. Cái này là mình tặng hả? Thế là có ba anh em người Nhật. Hai người. Còn em là ở đâu? Hả? Cái xã hả? Rồi là mình đang bán cái gì? Cái này là mình tặng ạ. Mình tặng hả? Nhật có sự kiện tặng bí với lại hoặc là gia vị ạ. Nhưng mà cái này là mình trồng ở đâu có thuốc men gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Là trồng theo cách của người Nhật. À trồng theo cách của người Nhật là trong cái lồng kín. Dạ đúng rồi ạ. Nên là không có thuốc men gì đúng không? Dạ. Là cứ mình đi cơ lắm một phần này là mình tặng mỗi người là một phần này. Dạ đúng rồi ạ. Nên cái này là có cái cân hả? Cái cân này có tặng không? Cân này không tặng ạ. Dạ, this is. À. Cái này ngược rồi. Cái này tặng nên là không có để. À. It is finished. Cái này cái bánh hả? Dạ. À nấu. Đâu? Festival. À. À là anh đó là anh người Japanese. Người Nhật hả? Dạ. À. Rồi, ok. Dạ dạ, chào chào. Chơi Nhật Bản. À ý là cái này là trò chơi trẻ em. Đúng không? Đúng không? Yeah, yeah. Múc cái này chú ạ, múc. Múc hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là cái giấy ấy, múc là nó sẽ bị ấy chú, bị rách ra. À rách ra hả? Cái này là mật ong rừng hay là mật ong môi? Nói sao không biết nữa. Có cái này. Cái này là cái gì đây? Cái này là hoa cúc chú ạ, hoa cúc. Trà hoa cúc, cái này có thể làm trà được. Làm trà được hả? Dạ. Yeah. Sản phẩm hả? Dạ. Yeah. Nên là anh trai này là ở đây. Dạ. Yeah. Là mình ở Việt Nam mình lâu chưa? Dạ. Yeah. Anh đang hỗ trợ nông nghiệp. Được trồng. Rồi có nghĩa là mình qua Việt Nam mình hỗ trợ nông nghiệp và những cái người nông dân. Dạ. Yeah. Anh làm anh hãy xem ở trong vô trong yeah. À là trong này mình có bán cái gì cái không? Đồ của người Nhật à cái gian hàng của mình đúng không? Yeah. Gian hàng. Là cái đồ này mình bán hả? Cái đồ đó bán đó chú ơi. Cái đồ đó mình bán đó. Gạo. À. Nó tối là mình ở đây luôn. Ừ. Ngủ tại đây luôn. Dạ. Là mình nói tiếng được nhiều chưa? Tiếng Việt á. Nói tiếng Việt. Mình tôi 50 go. Nói tiếng Việt à một chữ. À, một chữ nhưng mà một chút ít thôi. Như cái thằng trên kia là mình bán cái gì đó? Cái đồ mít sấy rồi mật ong. Thế là có bán nước con gì không? Có cà phê, Cohin. Còn thế ai là người chế? Ăn này luôn. À. Vậy thì chế thì bán ra một ly thôi. Cohin. Okay. Theo cái cách trai người Nhật là chế biến. Bạn quay đi, bạn quay. Những cái tay.
chú cà phê sữa là cà phê đen. À, cà phê cái gì cũng được. Cà phê non latte nâu ý là cà phê nâu là của người Nhật. Ok. Ok. À, okay. Cho máy xay luôn. Đấy à, mình có biết uống bia không rượu không? Bia thì luôn rượu. Ý là có uống rượu. Vậy tối với anh thấy không? Em thích uống rượu và bia. Thế là em thích uống rượu và bia. Dạ. Ý là thích có thích uống bia Việt Nam hay là bia rượu của người Nhật? Ichiban suki bia rượu no hay là ý là cái bia của Việt Nam Sài Gòn. À Sài Gòn, em uống bia Sài Gòn. Tiger. Ba ba ba. Ok. Nói chung là chai người Nhật này là chế rất thẩm mỹ. Cái này là đáng lẽ ra là để được thử ra xem là cà phê sữa người Nhật. Cà phê sữa người Nhật. Rất sạch sẽ. Cách chế biến của người Nhật. Vừa thôi, cứ đầy quá. Xin mời. Rồi, cảm ơn rất nhiều. À, cái này là coi như là thấy ông anh chế ra coi như là thành cái lá cây luôn. Lá cây luôn. Xin mời. Ngồi chơi chỗ nào uống được? Bây giờ ra ngoài này ngồi đi hả? Ra hỏi tôi là một ly này là tôi là mình bán bao nhiêu tiền? 20. Là một ly này mình bán quán 29 này. 29 này. Yeah. À, đây là thưởng thức thử cái ly cà phê. Là khách tới đây đông không? Cái nhà. Hito wa oki. Oki hito. Haru. Có đông không? Khách vô này có đông không? Nhiều chưa người nhiều. Không? Anh đang suy nghĩ là bất đồng ngôn ngữ. Đó là thằng em mình ngồi đây mình giới thiệu anh coi xem là hỏi anh này không? À, nghĩa là có khách ngoài ngoài kia. Bây giờ em hỗ trợ nông nghiệp và nông nghiệp một trận nông nghiệp trong và từ nông nghiệp từ nông nghiệp bán hàng. Bán hàng đến công ty Nhật Bản của Việt Nam. Có nghĩa là cái công ty Nhật Bản về Việt Nam mình. Yeah. Có nghĩa là mình đang hỗ trợ cho những người nông dân. Yeah. Vừa sản xuất này. Sản xuất. Đúng rồi. Có nghĩa là vừa bán ra thị trường luôn. Dạ. Yeah. Chủ yếu là bí ngon. À, bí ngon. Dạ, yeah, bây giờ chủ yếu sản phẩm là bí ngon. À, sản phẩm của mình là bí ngô. Đúng rồi. À. Rồi bí rồi còn thêm cái gì nữa không? Đó. Bí rồi còn thêm gì nữa? Bí. Ý là rau củ quả chẳng hạn như là bí này, củ cải này. À. Phu hào này. Nani ka urimasu ka? À. Bây giờ bán hàng chủ yếu bí ngô đến công ty
đến công ty. Công ty của Nhật Bản nha. Công ty của Nhật Bản. Ở Đà Nẵng. Ờ. Và ở Đà Nẵng hả? Đà Nẵng đúng rồi. À Đà Nẵng. Đà Nẵng, Đà Nẵng. Đà Nẵng. À Đà Nẵng, Đà Nẵng. À rồi. Và đi Vĩ Ngô. Vĩ Ngô này là bán bí đỏ, bí đỏ an toàn, tôm ngâm, đất tiêu chuẩn, nhập bán nhà mình bán bí đỏ an toàn, an toàn, thơm ngon, thơm ngon, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn là nhập bán. Là mình qua Việt Nam này lâu chưa? Em sống Việt Nam 2 năm rồi. À 2 năm rồi. Yeah. Rồi thế đã có người yêu chưa? Ở Việt Nam mình chưa? Tôi biết rồi đó, Arimas. Có người yêu chưa? Anh có vợ người Nhật Bản ở Tokyo. À có người yêu không? Có vợ Nhật Bản ở Tokyo. Yeah. Nhưng mà không có người yêu ở Việt Nam. Có vợ ở bên Tokyo nhưng mà mình lại không có người yêu ở Việt Nam. Được. Nên là vợ qua bên này chưa, hay là vợ đang ở bên Tokyo? Nghĩa là vợ đang ở bên Tokyo. Vợ em sống ở Tokyo. Ở Tokyo. Vậy thì mình qua bên Anh thì bây giờ chẳng hạn như là 2 năm rồi cũng phải kiếm cô nào nhất. Cuito ita che va a chiamare io se em muốn có nhưng mà Minoru mà chưa được. Nếu bố em biết có người ở Việt Nam rồi. Vợ thì đang ở bên kia Tokyo mà ở Việt Nam thì sao đấm được. Anh ấy bảo là chứ mà Tokyo là sao đấm được. Wow. Nani ho. Gì kích sinh. Nani ho. Nani ho shimasu ka? Chotto matte. Nghĩa là rồi thì mình đang hỏi là ở mình á, là vợ là ở đang bên Tokyo mà mình qua Việt Nam mình đã có người yêu chưa, và mình muốn tìm hiểu là cái sản phẩm của mình ở đây là mình bán những cái gì đó. Mình đưa đến cho người con người Việt Nam mình từ khâu chẳng hạn như là trồng trọt này, và hoặc là chăn nuôi này, hoặc là ra một cái sản phẩm gì đó. Ok. Dạ, đúng rồi. Con chỉ xe ô tô. Đúng rồi. Con chỉ tiếng Anh. À. Dạ. Chúng tôi hỗ trợ. À. Hỗ trợ nông nghiệp. Đúng rồi. Và nông nghiệp. Vâng. Và anh năm nay nhiều tuổi chưa? Anh là 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Sinh năm này là 93. 93? Dạ. À. Anh làm bao nhiêu tuổi? 44 rồi. 44. À 44. Đúng rồi. À. Anh chịu nhờ. Lúc nào rảnh thì chẳng hạn chiều tối thì giao lưu không? Giao lưu, dạ. Khó. Thank you.
chicken ga are wa atte koryu shimasu. Ah, hai. Thật nhiều. Em muốn xem YouTube channel của anh. YouTube. Ok. Channel.